Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành thông tin và truyền thông thành phố Đà Nẵng. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn. Năm 2021, tuy đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ngành thông tin và truyền thông thành phố vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tổng thu toàn ngành ước đạt 31.287 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 98,5 triệu đô la Mỹ. Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2021, ngành thông tin và truyền thông tiếp tục giữ được đà tăng trưởng, trở thành một trong những trụ đỡ chính đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, đóng góp 8,2% trong cơ cấu GDP, tăng trưởng 10,47% so với năm 2020, đóng góp 1,26 điểm phần trăm vào tốc độ tăng GDP chung của thành phố. Năm 2021 cũng là năm thành phố Đà Nẵng được vinh danh với các giải thưởng lớn về thành phố thông minh, chuyển đổi số. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao các kết quả nổi bật của ngành thông tin và truyền thông, đồng thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố trên cơ sở các kết quả đạt được, tiếp tục phát huy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, đưa ngành thông tin và truyền thông tiếp tục phát triển xứng tầm là một trong những mũi nhọn tăng trưởng kinh tế xã hội của thành phố. Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng và các doanh nghiệp, hội viên về triển khai chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.